cũng có đi từ bên đây á, là chui lòn lòn cái qua mấy bên kia chừng vài vài chục thước vậy đó. À, hàng ông mây hả? Ừ, theo mây ở chạy chỗ đó là nó tới 5 cái điện đó. Chỗ 5 căn nó là tới À 5 cái điện ha. đúng rồi, Dạ. điện Phật, rồi điện dơi, điện hổ, điện mây, Dạ. rồi điện bà đó. Đi đón xe lên núi, sẵn làm cái hành trình trên núi, núi Tô luôn ha. Dạ nó ha. Dạ. Tài hơn. Rồi giờ sẽ đổi xe đi tiếp rồi. Đưa nó đây. Cái này lại một cái bài để giết thời gian.
chung đi xe ôm trên đây các bạn thì này gánh nặng bạn là chấp nhất không? Sao mà có cái tên là bồng lai hay chú có gà biết không? Không, không mà chú thấy như đẩy cái chùa bồng lai gì mình biết gì thôi, đàn bà xưa là mình không biết sao ta đặt chữ. Dạ, nhưng mà không có tìm hiểu về câu chuyện đó như thế nào mà gọi là bồng lai ha. Dạ. Như là mỗi cô nằm ở trong chùa không biết. Dạ, dạ. Chùa của ông bà của tổ. Dạ. Cô năm đó năm nay lớn tuổi lắm phải không? Cô năm năm nay chắc tám mấy à? À vậy là cái bà cụ kia chắc mắc hơi lâu rồi đó, hồi xưa con cái bà cụ kia là già lắm. Bà cụ còn sống, cái bà mà bán bánh mèo rồi đó, bà bán thuốc rồi bệnh đó, bà còn bệnh đó. Tới đây thấy hả? Tới đó thì mình ngang qua lại. À đi ngang là mình đi lái là từ chỗ nào chú? Đi thẳng có đường lớn đó ha. Rồi thì khi đi xem tới đây là của bác anh chị thì mình sẽ đi bộ tiếp lên. Bên đó con thấy gì để tu bi tùm lum tùm lưa, đó là cái gì? Cái đó là cái quán hay là gì? Không, cái đó là cái cốc hả? Của ông hai này, ông làm của ông cảnh đầu kia cho đẹp vậy. À của ông hai người tu hả? Ông hai này ông ở trên Sài Gòn á, ông xuống để ông mua miếng đất này nè, xuống gì ông tu vậy, lâu lâu cũng lên lần, ông ở 2-3 tháng gì vậy. À vậy là cái này con thấy thì cái có để là gu ma hả ta? Cái này mình lên đó mình coi vô được không? Chứ không quen bình thường không? Không làm được, không gì đó. Mình nên nhìn coi như không quen hết. Dạ dạ, thì chị sẽ đi đâu qua đây. Con chó ghê quá. Đi lên được hàng đó. Dạ. Ồ, chú quen chó hay sao chó nhìn thấy ớn quá. Nghiêm nghiêm mà. Anh đang nằm mà đi ngang ta cự thôi. À dám nhông chú này là ổng ấy như là cái bảng ở ngoài thì thấy là gu ma. Chắc có lẽ là tu hay pháp sư gu ma ha ta. Chắc là vậy. Ờ thấy dẫn chú dắt còn dậm lên cái hay chú cho khỏe con cháu ai ghê quá. Ớn quá. Dạ, để Kỳ lên đây xem quan sát thử game thử cái nha. Tại Kỳ đi thì đi bên Bồng Lai. Ủa đường này mình đi bộ qua Bồng Lai cũng được nữa chứ. Không, Bồng Lai đi lại lại đi nè, ngang qua Bồng Lai. Dạ. Ô ôm gu ma kỳ thấy ở đây ở đó thì có cái những cái từ bi hỷ xã rồi kỳ không có đi vô trong kỳ tham quan đại khái cái khung viên ở đây thôi kỳ sẽ đi tiếp quan kia cái gì là tên gì bà cô biết không con sẵn ông chủ ông chở kỳ lên đây rồi sẵn ông đi lên dắt kỳ đi cho biết luôn. Bên đây con chưa qua lần nào. Dạ. Dạ. Có đi mấy cái điểm bên kia là nhiều à. Để bà không nghe ông hai cũng nói mà con không nhớ địa điểm là ở đâu nữa. Hôm nay tìm lại để quay cho bà con người ta xem luôn. Mới là mai có ông chú sơ âm nhiệt tình không dắt đi nè.
Chú năm nay nhiêu tuổi rồi chú? 52 hả? Thấy còn ngon lành với trời. Dạ ông hay á. Vậy hả? Mấy xui vậy chú? Con nhỏ tiếu à, có vợ trẻ. Vậy hả? Con nay mới 19 tuổi. Vậy hả? Tính tu hay không có vợ trẻ với không? Không có. Hả? Không có. Đây chứ, mình nói chuyện núi. Dạ, ở đây là một cái quán nha. Đây là tiền la cái biết. Ô, cái này là mấy cái cây gì chú? Đó, Quốc Nam. Như cây gián bay không? Đúng rồi, cây gián bay. Đây, nhìn nó giống như sừng hưu, con trồn cái gì đó nổi đó. Nhìn nó giống con mắt luôn nè. Sừng ớt á. Này là cây gì đó? Này như quýt dòng hay gì? Quýt dòng. Quýt dòng. Ủa, anh đâu lên đây anh? Dưới núi nè. Anh trên đây luôn hả? Phải không? Anh số 10. Anh quê đâu? Số 10, số 10. Chùa Bồng Lai gì ông nói cái hang tới hang nào ta? Chú là cái chỗ mà có cái hình mà giống như cái ấy đá vậy nè, rồi có một cái sư cô gì đó, là ở đó tu, là cái đường xích của nó là của bàn sang tiên, rồi có cái hang mà đi nghe nói là thông qua về Hà Tiên luôn đó. Cái đó là ở Sang Tiên hả? Sang Tiên, Sang Tiên là chỗ. Sang Tiên là chỗ hồi nãy có bà mẹ Quan Âm đó. Dạ. Mẹ Quan Âm đứng đó là mình đậu đó, mình lội lên 20 mét mới tới cái bãi Sang Tiên. Bãi Sang Tiên rồi xong mới qua điện Nam Căn. Bên đó là có cái trong cái hang đó. Đúng rồi, đúng rồi. Là kêu cái điện Nam Căn. Điện Bồng Lai thì không chùa gì đâu. À, vậy là Bồng Lai là ở đây là cái chùa Bồng Lai ha. Đúng rồi, đây là chùa Bồng Lai. Vậy là đi lộn chỗ hả ta? Sao không chỉ con làm bên đây, trên đây còn cái chùa giống gì không chú? Trên đây hả? Dạ. Còn cái chùa Phước Sơn. Vậy Phước, là dám nói Phước Sơn là trong hang hay cũng cái hang giống như chú nói bên Nam Căn hay sao? Cái chùa ở Phước Sơn là cái chùa, còn ở sau nó có cái điện Quỳnh Long. Cái điện chui vô trong hang luôn. Điện Quỳnh Long hả? Ừ. Là ở đường đi xuống hay lên? Không, đi lên hướng nằm bên đây nè. Nó nằm bên cạnh chỗ ngã ba nãy cái bà để măng đó, mình tẻo quanh đó đi qua bà. Trên đây là có cái điện Quỳnh Long nữa, với điện Kính. Điện Kính thì con biết rồi. À, với điện Nam Căn. Dạ. Rồi điện mẹ Nam Hải bên đây. Cái mò hôm bữa nay đi hình như là bị sai sai rồi. Đúng rồi, phải nói nghe. Vậy là chú nói là cái dưới đó là điện Nam Căn, có một cái hang đá. Đúng ở rồi. Đó với cái gần ở đó có một bàn chân ô cái săn giống như cái săn tiên vậy ha. Săn tiên là nằm mép trên, lội lên khoảng chừng 6-70 mét. Nó ngang với nhau. Cũng như là bàn chân tiên, bảy chân tiên nó nằm mép trên, nằm còn mà Nam Căn nằm dưới này. Nó cũng gần chỗ nãy Miễu Bà Cố á. Miễu Bà Cố chạy lên chỗ cái quán đó có đường tẻ đi thẳng lên điện Nam Căn đó. Còn mình tẻ qua đây là lên cạnh bên đây. Cái hang đó thì nói không biết đường. Ở đây thì tại cái chùa thôi chứ ở trên thì không có cái hang động gì nữa. Đúng rồi, ở đây chùa thôi. Rồi kì vậy, sẽ đi xuống đó coi cô anh chị rồi chứ đi sai chỗ rồi. Ừ. Dạ. Đi từ bên đây á là chui lòn lòn cái qua mấy bên kia chừng dài chút thước vậy đó. À, hang ông mây hả? Ừ, hang mây. Ở chạy chỗ đó là nó tới 5 cái điện đó. Chỗ Nam Căn nó là tới 5 cái điện ha. Đúng rồi. Dạ. Điện rồi điện dơi, điện hổ, điện mây, dạ. Rồi điện bà, ha, mình đó bởi ta mới kêu Nam Căn, năm chỗ thờ phượng ha. Đúng rồi, đúng rồi. Ê, mày biết cưng chưa? Ê, đẹp. À, ông xuống rồi, ông xuống ở nhà với ông Xuyên á. Ờ đúng rồi, để ông bảo ông Xuyên rồi. Dạ. Với ông Xuyên ông về dưới, ông để cho ông bà giữ, chú bà đó giữ lâu mà. Đi nãy giờ của anh chị thì bị lộng bờ rồi. Giờ chỉ không có đúng thì chị đi không có đúng. Nhà phải xem chở qua điện Nam Căn rồi xem như thế nào thì có nhìn lại được không. Giờ không biết sao luôn. Nói chung là tại chị không có nhớ kỹ là hồi đó đi mười mấy năm mà chú được. Xưa đi lúc đó đi đâu có xe hôm đâu có chạy xe này đâu, đi bộ không hả? Đường hồi xưa khó đi không giờ nhiều. gần 20 năm dạ. Thì cái đường này là 20 năm, là Tết này nữa là 20 năm rồi. Dạ, tầm 20 năm rồi. Đúng rồi đó.
thiên tế đó là bên đó có cái gì chú? Có cái dồ, có mấy cây thiên tế đó. À, chứ nó không có hang động vậy ha? Không, bên đó không có hang động gì. Dạ. Còn bên đây thì có hang. Cái chỗ chỗ điện Năm Căn. Các kỳ nghĩ là ngay chỗ cái chỗ Năm Căn thôi. Tại vì có một tảng đá bàn che lại giống như một cái nhà luôn vậy đó chứ. Cục đó lớn lắm á. Dạ dạ, ở trong thì rộng lắm. Đúng rồi. Đi lâu lắm không có nhớ đâu, 20 năm mà đâu ít đâu. Một cái đường đây chạy đã lắm của anh chị. Và ai thích cảm giác mà cảm giác mạnh thì cứ về núi Tô. Đúng rồi. Để trải nghiệm cái con đường này là gọi là con đường gì mới đúng chứ? Đường núi chứ không biết đường gì. Không, đường núi mà mình kêu cái tên cho nó hay chứ đi. Không biết làm sao tự anh đặt luôn đi. Ta gọi là Bụng Hoàng Sơn đúng không? Ờ đúng rồi. Công công lượng lượng đúng rồi. Ồ, cái dốc của anh chị. Ừ. À. Lội bộ qua luôn hả? Không, Năm Căn thì chạy mình lội lên khúc à. Giờ qua Năm Căn phải không? Dạ, dạ. Rồi. Đó là lộn qua bên đó. À, gọi lên cái tới ha. À, nằm chứ dưới chỗ dầu hội. Hội luôn. Đúng rồi, dưới chân dầu hội. Đó là dầu hội đó. Dạ, dầu hội nhỏ ha. Đây là giá đi xe mấy cô anh chị. Núi đây xuống núi là 30k, nó rẻ hơn tại đi từ trên kia điểm chứ. Giống như đi lên thì mình sẽ mắc hơn chút xíu rồi đi xuống sẽ rẻ hơn, từ 10.000. Đây bán quán ăn quán nước đầy đủ hết, có chỗ như là nghỉ ngủ đây luôn cô bác anh chị. Đây rất là rộng luôn. Đây từ này là xuống điện Năm Căn. Đồ ăn thức uống lên đây là không có sợ nước hoặc là đói bụng mình mua được hết. Dạ chào con. Đi mình ăn hả? Dạ, cái này có mua hồng quân nãy chứ ta? Hồng quân mới rẻ. Dạ. Nhìn ngon quá. Dạ. Đông không lên đông không? Không, đi có một mình nè. Dạ. Dạ. Dạ cái điện Năm Căn nằm ngay đó dạ, không con? Dạ, điện Năm Căn đó đó. Bà coi. Dạ. Có đó ngừng nữa. À, cái đó chú Sơn. Cô, cái điện Năm Căn này là cái con hỏi là cái tích sao mình gọi là điện Năm Căn á con? Đó xưa con thầy mà, con thầy con già của ba nè, ông bà nè. Vậy hả? Ừ. Ờ, gì là gặp đúng truyền nhân đây con giữ đó cái... theo em ở đâu lên? Dạ, con ở số 10 con.
xuống ngồi chị Tôn mình nè. Ông đi lên đây là ông còn con trai mà. Ông đi theo thầy đâu phải theo già. Dạ. Tu theo thầy hả? Đi theo thầy á, bị ông nội đó mất kẻ đó rồi ông xuất gia đi kiếm thầy tu nữa nó. Tặng vớt anh em trong cái củ quyền. Dạ. 14 15 người anh em luôn mà. Dạ, vậy là tu theo đức thầy ha. Đi theo đây nè. Theo ông Hai. Ông Hai à? Hai anh sĩ hả? Ông Hai hồi đó ở đây nè, ông đi vô rừng ông kiếm chỗ ông tu đó. Ông đây đó ông coi. Đó giờ chưa lại xong. Dạ chưa, con chưa biết bên đó, đây. Đợi coi. Hình như trong hang hổ, có hang mây, hang dơi nữa. Hình như trong cái hang này hình như con nhớ. Quay vậy đó. Có cái ông đó ông ở 12 ngày. Như hang hổ á, con quay cô lên trên mạng ở ở Long Xuyên á, tỉnh Long Xuyên á. Dạ. Mười mấy năm rồi. Ông quay đang làm giấy gì cho. Lên đây hỏi người cô cụ á. À. Cô ba nói tôi nở 7 tuổi nè. Cái này là bán đầy đủ thuốc nam, thuốc bắc, thuốc trị mụn này. Bán lâu đời rồi. Dạ. Yeah. Bà năm nay nhiêu tuổi rồi bà? Tính này 80 à. 80 ha. Vậy yếu giò rồi. Dạ. Yeah. 5 căn, xong mình đi xuống dưới là mình đi đâu nữa ha bà? Đâu có, cái đó là tới, tới, tới đây, tới đây xong mình xuống dưới là tới không? Đâu có đâu nữa. Đừng đi rồi. Dạ. Đây là 5 căn, là đây là bên này là Phật Công Bỉnh rồi bà. Không à, ở phía trên đó ha. Dạ. Nhà à. Tôi thấy đây có con nguyên cái tảng đá giống như một cái bàn hay cái gì ngộ hết đó. Cái đá này nè con. Bà mới cài xuống đó. Nó kêu à vậy hả? Nó tiếp cắt rồi nó không mà giờ chút nữa. Không già. Ở trên này kỳ thấy là có cái chữ chữ đó chữ gì không biết. Cái là nguyên cái tảng đá này là ấp lên là mình xây lên gì đó ha bà? Không thầy, không xây đó rồi. Dạ, từ xưa rồi ha. Có tu. Dạ. Không xây thì nó chưa có cụ ba nữa. Dạ, vậy hả? Dạ, điện cổ mà. Điện cổ mà, đi dạ. Trang núi này, đâu có cái nào ấy. Chú đi núi hay chú hay là ở đây? Mà đi trang rồi. Vậy hả? Tiếp đi mình hả? Đi bộ luôn. Không có ở đây. Chú lần này chú ở 5-6 tháng. 5-6 tháng hả? Vậy là chú ở chỗ nào? Đây là ở bên nhà mình. À, mình lên đây mình cắt tóc mình ở ha. Không, mình là có già của điện sẵn mình ở. Lại. Dạ dạ. Rồi về núi là tu hả chú? Cái này Nam Sơn Điện Quang Âm Như Lai là có quay phim là có lên mạng. Dạ dạ, ở đây không viên thì thấy một cái gốc cây này quá tàn bự, mấy cây gì mà chặt luôn hư rồi, chết hả? Hai năm rồi đó. Dạ. Cái điệp đó. Cây điệp hả bà? Chết rồi không đó mà. Ôi ôi, cái gốc gì dữ thằng gì bự quá tàn luôn. Xin tham quan ha. Cái này thì cái kiến trúc này thì xây hồi xưa cũng lâu lắm ha. Cũng thấy chữ nhơ nôm chữ nhau à. Dạ. 200 nó vậy cho nó chắc ăn. 200 năm thôi. Ừ. Ồ niên đại quá tàn con ha. Thì mình lấy 200 cho nó cho chẳng thì chắc có hơn á. Dạ, vậy là hồi xưa của cái vị khai sáng ở đây là cái cụ này gì là tên gì bà cô biết không con? Không biết có gì nữa cậu ơi. Không biết nữa ha. Cái này cái thế hệ sau có cái này là hết biết. Dạ. Kế ra đây là cuốn lại thôi. Lớn lớn mấy như mấy cô chú không biết thì con thua rồi. Không ai cãi lấy biết. Mày hỏi tao đó, mày là cả tao, mày là chú à. Thì đó. Con hỏi cô với chú còn không biết nữa, con là người giống như mình đi muốn tìm hiểu đại khái. Giống như bây giờ mình đi đi tham quan. Dạ. Ồ, cái này dạch đá y nhiên luôn ha. Rồi mình mới xây hai tầng lên thôi cô. Thì xưa người ta là cũng sẽ làm ha. Dạ. Đi xin phép cho chồng. Đây thì có thờ Phật về nói chung các cung các cõi rất là nhiều. Thì kỳ thấy hình của vị tiền nhân tu ở đây hồi xưa. Thì con xin phép quay phim có không em? Thì nói chung cái câu chuyện đó thì kỳ đi lâu lắm rồi nhưng mà kỳ không có nhớ được là chỗ nào thì kỳ không có biết được luôn rồi cô bác chị. Thì kỳ cũng thắc mắc lâu lắm rồi kỳ muốn tìm lại. Kỳ nhớ là chỗ này hay gì mà chắc có lẽ là đây hay sao. Trên nhà hồi rồi, cũng không lắm à. Đi qua, hàm hiểu lên đi ba. Nó mặn hết trơn rồi, sẽ đi lên gì được. Rồi, cho con nghĩ là nó làm gì nữa. Cái mặn hết trơn rồi. Giờ tôi biết chuyện người trẻ đá trước đi, là ai bệnh.
chưa có làm tính thành cái đó luôn. Thẳng rồi tích. Thì nó cài chứ mà tính đây. Bây giờ cứ dắt cái đông mà kêu, họ không có nói thằng nào. Nhưng từ Đức Thành nó bước, thằng đưa mất. Cũng mà anh như người ta đi thôi, Đức Thành Đức Hậu gì. Nói chung là cái chuyện này của bác chị thì ít có ai mà chịu ấy chứ mình hiểu lắm. Tại vì đó Kỳ đi có một bà kêu Kỳ vậy đó. Mà Kỳ sự muốn tìm lại để thấy lại cái khung cảnh giống như hồi xưa mình đã đi. Sự là như vậy. Mình nhớ là hồi xưa đốt cái đèn dầu để sát vô tường giống gì nè. Sát vô thì mình sẽ thấy được cái hình có bóng con người trên một cái vách đá. Bây giờ đi đại thôi chứ hôm nay thì cũng bỏ cái để tìm lại đi kiểu là quay cho quán chị xem. Thì xin Kỳ đốt cái đèn là Kỳ gọi vô cái đá nữ coi như thế nào tôi thấy được không. Rồi đây Kỳ sẽ gọi cái đèn dầu này vô cái giá đá nữ xem như thế nào nè. Kỳ không biết là bên đây hay bên đâu Kỳ không nhớ luôn. Rồi Kỳ không biết sao đây thì Kỳ tìm qua cái những cái điện bên kia thử thế nào nghe cô bán chị. Đi xuống đây để xuống phía hang của ông hay ông bà Hổ hồi xưa đó ngự. Nói chung ông Hổ á các bạn chứ không phải là kêu đại khái thì trên núi non thì họ gọi là ông Hổ, là cũng là ông Hổ giống như là kêu đại khái là ông Cập. Rồi ông Gắn cũng kêu là ông Hổ nhưng mà là tại vì gọi là ông Hổ Mây. Vì thấy ở đây là thờ ông Bạch Hổ nha cô bác chị. Thì chắc có lẽ ngày xưa ở đây là ngày Bạch Hổ đó, ông Bạch Hổ đó. Thì các ngài về đây để mà cư trú ở đây để mà tu. Núi non ngày xưa thì gần gú rồi nhiều cái nó rất là hoang sơ. Thì Kỳ thấy ở dưới này đó là cái hang này. Đây là cái hình của hai cái tượng ông Hổ, một ông vàng và một ông trắng. Thì ở đây thì Kỳ thấy có bức chân dung á là của cái hình ông Bạch Hổ. Thì ở đây cái tảng đá thì Kỳ thấy là rộng, thì có lẽ là ngày xưa ông đã ở đây để trú nắng trú mưa. Rồi để hồi xưa thì nghe kể là các ngày về đây để mà ẩn tu. Rồi ở đây thì Kỳ có cái mùi hang dê rất là nặng luôn. Bà con đây làm cái đường đi xuống cái mùi nặng lắm. Thì hai tối của bác anh chị thông cảm giùm Kỳ nha. Thì giống như tảng đá kê nè, rồi các ngài về đây để ngự mà ở. Ồ, dưới có đèn led không vậy ta? Tự nhiên bật sáng lên nha. Điện năng lượng này sao của bác anh chị? Thì Kỳ thấy là cái đèn này. Chắc ở trên bắt đèn xuống các anh chị, ở dưới cũng còn sâu lắm. Kỳ dùng cái điện thoại thì gọi xem thử nha. Bắt đèn. Ở đây thì nói chung tối quá. Ở đây thì Kỳ thấy là cái khung thờ hai ông Ngũ Hổ, ông màu vàng. Xin đừng bỏ đồ. Nói chung thì ở trong này rất là ẩm thấp nha. Tối lắm. Cái đèn bên thì không có, cái đèn của Kỳ không có đủ sáng. Đây giống như một cái
ngôi nhà của anh chị cái đã đá nó khê lên á. Ê, ở dưới đây là có một cái hang sâu nữa nè của anh chị. Kỳ chắc không có đi xuống đâu nha, tại vì Kỳ không có đem thiết bị đèn chiếu sáng hoặc này kia để xuống đây để tham quan, thì Kỳ chỉ quay đại khái cho quán chị cùng xem thì vậy thôi, biết ha. Đây giống như một cái ngôi nhà đó quán chị. Ấy dạ, rất là rộng luôn, thì mưa gió thì không có tạt được. Thì ngày xưa các ngày bây giờ đây hẳn náu rồi làm cái nơi ở cho mình để mà tu hành đắc đạo. Thì có ngày xưa thì ông bà tiền nhân lớn thì kể rất là nhiều về những cái vị hậu về đây để mà tu núi non con hang để tu rồi đắc đạo để giúp đời giúp người. Trời cũng đang chuyển mưa rồi, thì sẽ đi lên nha. Rồi chị sẽ đi qua bên kia thì chị sẽ quay tiếp của anh chị xem ha.